trong video này thì chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn một cái nội dung mà được rất nhiều bạn quan tâm đó là phân biệt giữa hai cái thuộc tính là opacity và fill trong Photoshop đầu tiên thì tôi sẽ mở ra đây một cái bức ảnh bất kỳ chẳng hạn như là tôi lấy một cái bức ảnh à, đây chẳng hạn đây tôi có bức ảnh này À, tiếp đó thì tôi sẽ gõ vào đây một cái dòng chữ và để cho cái Phông này nó lớn lên thì tôi sẽ nhấn can chân t và chúng ta kéo nó ra kéo ra để cho nó lớn lên như này tôi sẽ điều chỉnh để cho nó vào trong này yeah. ok tiếp đó thì các bạn nhấn Ctrl Z để tạo thêm một cái lớp uh, chữ như này nữa và chúng ta dùng cái công cụ mo để chúng ta kéo nó xuống bên dưới này yeah. Đấy, bây giờ thì uh, cái lớp trên này thì tôi sẽ uh, giảm cái độ opacity của nó xuống còn khoảng 50% Đấy, cái uh, phần fill uh, còn cái lớp thứ hai này Thì tôi cũng sẽ giảm cái độ Opacity của nó xuống còn 50% Đấy, Ở bên trên này thì nó là lớp uh, tôi giảm 50% opacity Còn bên dưới này là giảm 50% của fill Thì các bạn thấy là không có gì khác biệt cả Bởi vì hai cái thuộc tính này Nó đều uh, làm một cái công việc đó là Tạo ra một cái sự trong suốt Cho cái đối tượng Trên Cái hình ảnh của photoshop Cụ thể ở đây là chúng ta đang Làm và tạo ra cái độ trong suốt Của Cái phần chữ photoshop tutorial này Thế bây giờ để tạo ra cái sự khác biệt Thì tôi sẽ Trong cái dòng chữ đầu tiên này Tôi sẽ tạo ở đây một cái hiệu ứng Chẳng hạn tôi tạo hiệu ứng stock Cho nó khoảng À 5 đi 5 pixel Và color đây để phân biệt tôi sẽ cho nó màu đỏ Thì các bạn sẽ thấy được một cái điểm là với cái phần opacity này Thì khi mà chúng ta giảm opacity xuống thì Toàn bộ cái hiệu ứng này nó cũng sẽ bị giảm Tức là cái độ trong suốt của nó cũng sẽ giảm đi 50% Tiếp tục chúng ta chúng ta click vào chọn vào cái phần Mà chúng ta giảm cái độ fill này 50% và tôi cũng sẽ tạo ra cái hiệu ứng stock này và ở đây tôi cũng sẽ là đặt là 5. Vào cái màu sắc ở đây tôi cũng sẽ lấy làm cái màu đỏ. Được Bây giờ thì các bạn đã nhìn ra cái sự khác biệt giữa fill và opacity. Với opacity thì cái độ trong suốt này nó sẽ làm cho tất cả các cái hình, các cái đối tượng này cũng như tất cả các cái hiệu ứng mà chúng ta đặt lên nó sẽ có cái độ trong suốt là 50%. Nhưng với phần fill này thì chúng ta thấy là độ trong suốt này nó chỉ ảnh hưởng đến cái đối tượng đó còn các cái hiệu ứng trên đối tượng đó thì sẽ không bị ảnh hưởng hoàn toàn nó vẫn giữ nguyên như vậy chẳng hạn như cái dòng chữ phía bên trên này tôi sẽ làm thêm một cái hiệu ứng nữa là outer glow đây tôi sẽ kéo nó lên khoảng 50 phần đi khoảng năm chúng ta cho nó khoảng 50 pixel các bạn có thể gõ vào cho nó chính xác đó. đấy thì các bạn thấy là khi mà chúng ta có cái hiệu ứng này thì chúng ta thấy cái hiệu ứng này hoàn toàn giữ nguyên nhưng với cái photoshop cái phần ở trên này khi chúng ta giảm cái độ opacity này đi à, khi mà chúng ta giảm chúng ta chọn cái hiệu ứng của cái opacity này và tôi sẽ làm cái outer glow này và tôi cũng cho nó khoảng năm đi pixel đây ok thì các bạn thấy là nó Toàn bộ cái này nó vẫn ảnh hưởng nhưng mà cái phần mà khi chúng ta cho hiệu ứng này thì cái opacity của nó cũng sẽ giảm đến 50% toàn bộ phần hiệu ứng. À, như vậy là qua đây để các bạn thấy được là với cái ví dụ mà tôi vừa đặt ra đây thì, thì hy vọng là các bạn đã hiểu được sự khác biệt giữa opacity và fill. Trong Photoshop đây là hai cái thuộc tính rất quan trọng mà chúng ta thường xuyên sử dụng khi mà chúng ta thiết kế các cái bức ảnh trên Photoshop. Video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.